Khi tỷ số là 5-4, 30 đến 15 ở set 5 cho Rublev, tay vợt Nga giao bóng 2 và bị đối thủ kéo vào loạt bóng đôi công. Sau cú thuận của Rublev, Bublik dồn hết sức đánh trái tay dọc dây. Đường bóng đi nhanh và hiểm khiến Bublik nghĩ rằng bản thân sẽ giành điểm. Nhưng Rublev bay người cắt bóng phản đòn, đưa trái bóng sang sân trong sự ngỡ ngàng của Bublik cũng như các khán giả trên sân trung tâm. Bublik đứng lặng người trong gần nửa phút trước và ghi điểm winner khó tin của đối thủ. Cựu tay vợt số 1 thế giới, John McEnroe tốt lên khi bình luận trực tiếp rằng đó là cú đánh ngay bậc nhất mà thế giới quyền vợt được chứng kiến trong nhiều năm qua. Điểm số bản lề giúp Rublev dẫn 40 đến 15 trong game giao bóng quyết định, trước khi tận dụng matchpoint để thắng trận đấu 5 set dài 3 giờ 18 phút. Có lẽ đó là cú đánh may mắn nhất lịch sử, Rublev nói ở buổi phỏng vấn sau trận. Đơn giản là may mắn. Tôi không nghĩ mình có thể đánh được như thế một lần nữa. Bublik bước vào vòng 4 với phong độ cao khi chỉ thua một set từ đầu giải. Tay vợt Kazakhstan từng hạ chính Rublev để vô địch giải ATP 500 sân cỏ tại Halle cuối tháng trước. Nhưng ở trận tái đấu tại Wimbledon, Bublik khởi đầu không tốt trước hạt giống số 7. Anh thua 2 set đầu 5, 7, 3, 6 trước khi thắng liền 2 loạt tie break để kéo trận đấu vào set 5. Rublev thắng game đỡ bóng duy nhất trong set quyết định để lần đầu vào tứ kết Wimbledon. Ở đó, tay vợt Nga sẽ gặp Novak Djokovic hoặc Hubert Hurkacz. Djokovic đang dẫn 2-0 sau khi thắng cả 2 loạt tie break với cùng tỷ số 8-6. Trận đấu giữa Nole và Hurkacz bị vắt sang hôm nay do không kịp kết thúc trước giờ giới nghiêm của ban tổ chức 23 giờ giờ London. Cặp tứ kết đầu tiên được xác định là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 8 Jannik Sinner và hiện tượng Nga Roman Safialin, tay vợt số 92 thế giới gây bất ngờ khi thắng Denis Shapovalov 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 để lần đầu vào tứ kết Grand Slam.